mời các bạn đến với trận giao hữu đôi nam nữ gặp đôi nam giữa anh Vĩnh, chị Lia gặp anh Tư. Ở gần với màn hình chúng ta là cặp đôi nam nữ Vĩnh Lia, cặp bên kia là anh, xa màn hình là anh Tư, anh Tú. Mời các bạn đón xem. Nếu bạn thấy video này hay, hãy cho video này một like và chia sẻ với bạn bè, và nhớ đăng ký kênh Hội Cầu Lông Quảng Nam và kênh VN Đất Nước Con Người để xem các video tiếp theo. Thank you.
video này hay, hãy cho video này một like, đăng ký kênh để xem các video tiếp theo. Nhớ chia sẻ với bạn bè. Xin chân thành cảm ơn.